Thì bạn này bên này thấy cũng ok, biết nấu ăn đó. Bạn em thì không biết nấu ăn thì kiểu rất là hiền, cực kỳ hiền mà lúc nào cũng vui vẻ, chưa có chả sự đời trong tình yêu. Cho nên mong bạn nam này sẽ làm cho bạn em cười tiếp chứ đừng có tắt cười nha. Cái vấn đề đó thì bên nhà gái yên tâm, mình là mẫu người hòa đồng vui vẻ lắm. Tại lên đây thì nó hơi rung lên chứ khi mà khớp vô một cái là cười cả ngày. Được đó hả? Ý nói là đừng làm tao buồn á. Dạ, cái đó yên tâm chị. Nếu mà được thì có thể cho cơ hội. Hai cái đồng tiền. Nụ hôn đầu tiên á, chưa bao giờ có mối tình nào không đồng tiền kìa, vô mấy con chị luôn. Ok. Nụ hôn đầu đời đó nha. Dạ. Tôi không biết cô này có mừng không, tôi thấy cô dưới mừng dữ lắm. Trước mắt là chào MC Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên cạnh và chào khán giả. Em tên là Trần Lê Quang, hôm nay 26 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng và kinh doanh thêm tại nhà. Kinh doanh gì Lê Quang? Dạ em kinh doanh điện thoại. Lê Quang đang ở nhà với ai? Dạ hiện tại là em đang sống với mẹ. Với mẹ với ai nữa không Quang? Với lại bên gia đình bên ngoại, anh chị em của mẹ. Rồi lấy vợ về chắc phải làm dâu không? Dạ thì hiện tại là cái trước mắt là đang vẫn cố gắng làm để mua nhà để ra gia đình ở riêng, có mẹ và có vợ ở riêng. À rồi đó là tương lai hả? Dạ. Mời nhà gái giới thiệu về mình đi cơ. Xin chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh ạ. À, chào em. Và bạn trai bên cạnh và tất cả mọi người ạ. À, em tên là Nguyễn Thị Kim Huế, em hôm nay 25 tuổi và hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, em đang làm công việc gì? Dạ em đang làm kế toán tại Bình Thạnh ạ. À, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì à, em? Ưu điểm của em là không tứ đủ từ. Rồi. Cái thứ hai là em biết làm việc nhà, biết nấu ăn. Hay quá Quang. Gì nữa? Thích hát và thích thể thao. Ừ. Còn khuyết điểm là hiện tại là trong công việc thì đôi khi em là hơi nóng tính, rồi hậu Covid là hay quên. Với lại em là cái mẫu người kiểu như em không có biết chăm cho bản thân, không có biết cách phối đồ anh. Cái khuyết điểm của em là vậy. Vậy là em giống anh rồi đó, không lo đâu, để người khác phối. Quang ơi, đúng rồi, em sẽ có một người phụ nữ lo việc đó cho em. Mình hãy nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cưng. Ưu điểm của em thì em là một con người vui vẻ, hay cười và hay giúp đỡ mọi người trong công việc. Còn khuyết điểm của em thì em hơi tự ti một xíu và hơi kén trong giao tiếp. Em hay ngại với người lạ. Cái vấn đề nào khiến em bị tự ti? Tại vì em không có biết cách dẫn chuyện hay nói chuyện gì hết chị. Không có đâu, tại vì chưa có người nào phụ em thêm gia vị thôi. Được rồi, có anh chàng trai bên đây là cũng hơi lanh chút xíu. Mình yên tâm đi. Nó biết nấu ăn nữa kìa đó, phụ thêm gia vị cho em. Ừ, phụ thêm thôi. Lê Quang, đường tình duyên của em thế nào? Dạ, hiện tại là em quen hai mối tình. Mối tình đầu tiên là vào năm 2017 là lúc em mới đi lính về. Đi mấy năm qua? Dạ đi một năm rưỡi. Rồi quen mối tình đó sao mà dạ, chia tay? Quen mối tình cũng được 2 năm thì lúc đó là do mới đi lính về là cái nhất. Cái thứ hai là lúc em quen là em chỉ mới 19 tuổi. Ừ. Kiểu như hai đứa nó còn trẻ quá, còn chưa suy nghĩ tới. Với lại lúc đó em cũng chưa có công việc ổn định. Nên hai đứa chia tay sau 2 năm. Còn mối tình thứ hai là em chia tay cách đây cũng hơn 1 năm. Mối tình thứ hai là quen bao lâu? Dạ 6 tháng. 6 tháng. Thôi hai mối tình đó thì cũng có nhiều gì sâu đậm gì không? Dạ là cũng giờ cũng quên anh, giờ cũng sẵn sàng tìm mối tình cuối cùng, cũng mong là cuối cùng mà để đi tới hôn nhân. Lý do tại sao chia tay? Tại vì trong cái câu chuyện của em kể nên nghe nó một cái màu nó buồn lắm. Mối tình nào mà em bị khắc khoải cho tới bây giờ? Dạ đó, mối tình đầu tiên á chị, đó là em mới đi lính về thì chưa có công việc ổn định. Nên em cảm thấy là em có thể em không có lo được cho bạn đó. Em thấy là bạn đó cũng khá là gia đình cũng khá là có điều kiện. Nên em cảm thấy là em tự ti với em. Nên em đến bây giờ em đã cố gắng, em phấn đấu, em làm được. Và bây giờ em sẵn sàng cho mối tình tiếp theo này. Và em khẳng định là em sẽ lo được cho bạn đó. Hay quá, rất giỏi. Đàn ông là phải như vậy, phải ý chí như vậy đó. Rồi bây giờ mình tới với tình trường của bạn gái đi. Em hiện tại là chưa có mối tình nào hết. À, trời ơi. Ta bên đây còn y nguyên nha mọi người. Vậy bên đây là phải chia sẻ những kỹ năng về tình yêu cho bên Huế nhiều nhiều chút nha Lê Quang. Là cái cưng như trứng luôn á. Sao mà tới giờ chưa có bạn trai, do mình kén quá hay là mình không có tự tin hay như thế nào? Cũng do em không có tự tin. Với lại môi trường của em thì em đi học cũng toàn là bạn nữ. Và em, môi trường em đi làm cũng vậy luôn. Cái tiêu chí mà để cái người bạn trai sắp tới của em nó như thế nào? Cao trên mét 6. Không quá ốm là được, không quá ốm là được. Cái gì?
Tôi có nên qua coi không vậy mọi người? Hỏi qua đi. Không nên hả? Qua. Rồi gì nữa? Mong là bạn trai sẽ tôn trọng và quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau là được. Chỉ vậy thôi hả? Dạ, trời ơi, chưa yêu ai mà sao mình phải có thêm nhiều cái điều kiện cái khó khăn chút chứ. Qua đi. Qua coi là trên mét 6 không nha. Có gì đâu mà. Chào em. Dễ thương lắm. Dương luôn đó. Em an tâm rồi nha, về ngoại hình là em an tâm rồi. Sao? Mình nghe bên kia mong muốn vậy rồi mình thấy mình có tự tin không? Có chị, em tự tin là em sẽ bảo vệ được cho bạn. Dĩ nhiên là những tướng này mà không bảo vệ được cho người ta. Ôi, ba người chắc nịch đó nha. Dạ, mời đi qua coi bạn nữ để coi hai bạn ghép lại với nhau thì sẽ như thế nào. Không nha. Bên đây là mẫm mỉm mấp ma mấp mép rồi nè. Quà sao người vậy? Rồi để tôi coi 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 nhà gái có phù hợp với nhà trai không. Ấy trời đất ơi, nó hợp dễ sợ luôn. Ráp vô một cái là dính liền. Ráp vô tao nói con số y nguyên số 10. Gái. Dạ. Bước mình đó giờ nó vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Hay là thiếu ăn hay không ăn hay là nhịn cho nó ốm? Phải do cơ địa của em ăn hoài mà không mập luôn. Yên tâm, về bên kia là nó sẽ lên ký luôn. Dạ. Ha. Được, hai bên hỗ trợ nhau. Đúng. Đúng rồi. San sẻ. San sẻ yêu thương nhau, san sẻ cân nặng chiều cao. Được. Nói gì? Mẫu hình lý tưởng bạn gái của mình đi. Dạ, mẫu hình của em thì thật ra là em chỉ cần bạn gái là biết lễ phép thôi. Còn lại thì em không có quan trọng về ngoại hình hay gì, em không có quan trọng cái này đó. Chủ yếu là lễ phép với người lớn là được. Đúng rồi, mập ốm không quan trọng, quan trọng ta có yêu nhau hay không. Dạ, đúng rồi. Hợp với nhau hay không. Bên đây nhà gái dễ thương trời, đồng tiền tôi nói duyên cười tươi dễ sợ. Bên đây thương lắm. Rồi. Mình hỏi như gia đình đi. Bên đây mình đi với ai em gái? Em đi với cùng một người bạn ạ. Xin chào hai MC, xin chào khán giả tại trường quay, xin chào bạn nam ạ. Thì bạn nam bên này thấy cũng ok, biết nấu ăn đó. Bạn em thì không biết nấu ăn thì kiểu rất là hiền, cực kỳ hiền mà lúc nào cũng vui vẻ, chưa có trả sự đời trong tình yêu. Cho nên mong bạn nam này sẽ làm cho bạn em cười tiếp chứ đừng có tắt cười nha. Cái vấn đề đó thì bên nhà gái cứ yên tâm, mình là mẫu người hòa đồng vui vẻ lắm. Tại lên đây thì nó hơi rung chứ khi mà khớp vô một cái là cười cả ngày. Được đó hả? Ý nó là đừng làm tao buồn á. Dạ, cái đó yên tâm chị. Nếu mà được thì có thể cho cơ hội. Rồi, mở rào nha. Mở rào. Xin mời. Tới luôn Quang. Đó, em thấy chưa? Em thấy cái hình nền chưa? Có món quà em tặng cho. À, cảm ơn bạn. Mình gửi bạn món quà. Sao em gái em thấy quà của Quang tặng được không? Dễ thương không? Dạ dễ thương. Tặng món quà này là giống như là tặng con sao quà dậy. Thì mỗi lần tối mà bạn ngủ thì bạn nhớ tới con. Được á. Sao đứng đó hát bài giao lưu đi. Thì anh hát tặng em một bài nha. Thì cái ví dụ mà dở đừng chê nha. Làm người yêu anh đi nhé em ơi, bởi vì anh đã yêu em mất rồi. Anh vẫn luôn từng giấc, mỗi ngày thấy em được cùng em đón băng mai trong bình yên. Cầm tay nhau ngao du khắp thế gian, ta cùng vẽ tương lai có phép màu. Đi khắp địa cầu, cho dấu ra sao chẳng xa nhau, mỗi ngày yêu em nhiều hơn, có được không em? Hay quá. Bây giờ Quang với lại Huế ha, đối diện với nhau, mình cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau thế nào? Em thấy anh sao? Bự con nè, duy tính, hay, dễ thương. Thì cái tính chất công việc của anh á, thì đầu tháng thì anh có thể anh đi làm tầm tới 7 giờ tới 7 rưỡi tối mới về. Thì nếu em muốn đi chơi thì anh vẫn sẵn sàng, ngày nào gặp cũng được, anh sẵn sàng hết. Nếu mà em muốn thì chỉ cần em chỉ cần gọi anh thôi là anh sẽ có mặt. Rồi. Em thì đi làm cũng về giờ hành chính. Cũng đôi khi tăng ca thì tầm 7 giờ 7 rưỡi là em về rồi. Nếu mà mình quen, mình cho nhau cơ hội thì khi nào mình tới hôn nhân được? Tầm 3 năm. Ok, cũng anh cũng đang dự định là có thể là 3 năm. Tại vì hiện tại là anh đang cố gắng, anh nỗ lực anh làm để anh có một căn nhà riêng, để đủ tài chính để mình cưới vợ về, thì sau này vợ con mình sẽ không có khổ. Thì đó là cái mà anh lúc nào anh cũng đặt lên hàng đầu để anh cố gắng nỗ lực phấn đấu hết. Thì mình đã lên tới đây cũng như là một cái duyên rồi. Thì nếu được thì mình trao nhau cơ hội. Thì anh hứa thì anh có thể không được như những người khác, nhưng anh chắc chắn một điều, anh sẽ không bao giờ làm em buồn. Hay sẽ luôn cho em hạnh phúc.
Nghe Quang nói thế, Huế thấy sao? An tâm chưa cưng? Em thấy an tâm ạ. An tâm đúng không? Dạ. Thì hiện tại là anh đang sống chung với gia đình, nhưng mà vẫn quan trọng nhất là mẹ. Thì sau này nếu mà có kết hôn á, có mua nhà riêng á, thì em có chịu về ở chung với anh không? Tại vì bây giờ anh chỉ còn có mẹ thôi, thì anh cũng phải lo cho mẹ. Nhưng mà em yên tâm nha, mẹ anh cũng rất là hiền. Em không biết em có ngại cái vấn đề làm dâu không? Em thì em không ngại, nhưng mà em có hơi vụng về. Không sao, cái vấn đề vụng về thì có anh lo. Anh, việc nhà em không làm được gì anh sẽ làm hết. Anh nấu ăn món hoa cho em ăn, ăn là ghiền luôn á. Em mong là có gì thì anh sẽ giúp đỡ em nếu mà chúng mình tiến tới hôn nhân. Rồi thì cái đó sẵn sàng mà. Mình bàn nhau rồi, cái ngày hẹn hò đầu tiên á, mình hẹn hò sao? Thì không biết là khi nào em rảnh ha, hôm nay luôn. Hôm nay em rảnh, hôm nay em rảnh cả ngày luôn. Ok luôn, xong là anh sẽ dẫn em đi ăn nha. Thì coi như hôm nay là ngày lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, thì cũng là lần đầu tiên hai đứa mình đi chơi hẹn hò với nhau. Thì anh hy vọng đây là sẽ một cái kỷ niệm đẹp, anh sẽ nhớ ngày hôm nay. Em cảm ơn. Tới nắm tay bạn Huế, mình nói tất cả những cái gì mà mình đang cảm nhận về bạn ấy. Bước tới đi, bước tới. Thì hiện tại là nhà vẫn chưa có hối, nhưng mà anh, như hồi nãy anh đã nói là anh phải cố gắng, anh nỗ lực anh làm, thì vợ anh sau này mới không khổ. Thì anh cũng nhiều tật xấu lắm. Thì khi mà quen rồi thì hy vọng là hai đứa sẽ san sẻ được với nhau cái vấn đề đó. Thì cũng mong là em sẽ yêu thương anh, rồi anh cũng sẽ yêu thương em, rồi hai đứa hạnh phúc. Anh cảm thấy tật gì là anh xấu nhất? Thì anh chỉ có cái mà khi mà anh đang làm công việc, anh tập trung công việc á, thì đừng có vấn đề ngoài công việc, đừng có nói hoài cái vấn đề đó. Giống như là nói một lần là anh đã biết rồi. Đừng có nói hoài thì nhiều khi anh sẽ hơi quạo, mà khi mà anh nói quạo á thì anh sẽ nhiều khi anh lớn tiếng, nhưng anh lớn tiếng rồi anh sẽ im. Nhưng mà anh được một cái á, là khi mà anh đã quen người yêu, anh sẽ luôn nhịn người yêu, luôn nhường nhịn người yêu. Anh chưa bao giờ mà anh lớn tiếng với người yêu hay là hơn thua với người yêu hết. Thì cái này em cứ yên tâm vấn đề đó. Rồi, Huế mong muốn gì? Mình muốn mình cưới nhau, Huế cũng muốn mấy đứa con trai gái nói cho Quang nghe đi. Nếu mà con cái thì do trời cho, em cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là mình sống thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau là được. Thì em cứ yên tâm, vấn đề con cái anh không có quan trọng vấn đề đó. Trai gái anh cũng là con mà, anh không có quan tâm vấn đề đó. Nên em cứ yên tâm vấn đề này ha. Dạ đó. Hai bạn hãy suy nghĩ lại về những cái cảm giác vừa rồi ha, về những cái lời nói chúng ta đã trao đổi với nhau. Suy nghĩ lại một lần nữa xem chúng ta có phù hợp hay không. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Quang là quyết liệt như những người lính, bấm luôn. Bên đây cũng vậy. Đúng rồi, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Đó, đẹp đôi nha. Thật ra ai nói số 10 không đẹp? Đẹp quá đi chứ. Nói vui thôi chứ thật ra hai đứa rất là hợp với nhau. Em cũng mong muốn có người bộ béo vậy. Bộ béo nha, nấu ngon mà đúng không Quang? Dạ. Được rồi, bây giờ thôi, ba mẹ của Huế cũng đang theo dõi chương trình này. Mình xin thưa với người lớn, cho tụi mình hẹn hò với nhau, rồi hứa cái gì với người lớn đó, hứa đi. Thưa hai bác, thì con xin phép hai bác là cho con được quen với Huế. Thì con sẽ hứa với hai bác á, là con sẽ đem hạnh phúc cho Huế và không làm cho Huế buồn. Hai bác yên tâm cái vấn đề này. Và cũng sắp xếp một ngày gần nhất con sẽ về con thăm hai bác. Hay quá. Hai cái đồng tiền. Dù hôm đầu tiên nó chưa bao giờ có mối tình nào. Không, đồng tiền kìa, vô với con chị luôn. Ok. Nụ hôn đầu đời đó nha. Dạ. Tôi không biết cô này có mừng không, tôi thấy cô dưới mừng dữ lắm. Mời bạn nam. Rồi chào bạn, ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Chúng ta giới thiệu về mình lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các bạn theo dõi và chào bạn nữ. Mình tên là Trần Ngọc Đăng Khoa, 33 tuổi. Mình quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hiện giờ em đang sống và làm việc ở quận 10. Nhà em làm sản xuất cho sơn cho đồ gỗ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và toàn thể quý khán giả. Em chào anh bên kia.
Em tên là Nguyễn Phượng Hoàng, năm nay em 24 tuổi. Em sống và sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại quận 1, là nhân viên văn phòng kế toán. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em hay vui vẻ, hòa đồng, em hay cười lắm. Em cũng chịu khó, kiên trì, em có thể chịu cực được. Điểm xấu của em là hay nóng tính lắm, dễ bộc ra trên mặt em lắm. Em hay bộc lộ cảm xúc của mình ra và mau quên. Yeah. Nhiệt tình, dễ thương mà hơi nóng tính. Yeah. Hay bộc lộ cảm xúc bên ngoài. Những cái người này là phải nói là họ rất là vui vẻ, nhưng mà đôi khi nóng mà họ kìm cảm xúc không được, đúng không em? Bộc phát thôi nhưng mà lòng thì tốt lắm. Em giống y chang nhanh vậy đó. Rồi xin mời bạn trai nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, dễ làm quen. Nhưng mà lại một cái là cơ thể em là em không nhậu được. Ui tốt rồi. Dạ, là... Có nóng tính không? Em nghĩ thì em cũng không nóng tính, nhưng mà cũng chịu khó lắng nghe và hiểu chuyện. Nhưng có tật xấu gì không? Em hay chiều người yêu quá. Tốt chứ. Đã có người yêu khoái có gì đâu người. Nhưng mà nó thành ra là cái có thể em không gặp đúng người, là thấy em chiều vậy thành ra lại nghĩ là em yêu thương quá rồi, cái gì cũng được hết, cho nên càng lúc càng như là muốn ỷ lại, đúng không? Kiểm soát em, muốn em thay đổi theo người ý người ta mà không cần biết là em có thích hay là không thích. Em thì những lúc đó em lại kiểu chịu anh cho em cho qua. Rồi khúc mà không chấp nhận nổi nữa thì đó là coi như tình cảm nó cũng hết, nên dễ cũng đổ vỡ chia tay rồi. Anh thấy là tính của em, cô bên kia được đó, bên kia rất là kiên nhẫn, kiên trì ha. Anh thấy hai người cũng hợp về tính cách đó. Cái đó không phải tật xấu đâu, mình chiều phụ nữ không có gì xấu đâu em. Kệ. Anh chia sẻ vậy em cảm thấy như thế nào? Mình có được đằng chân lưng đằng đầu mình ăn hiếp ảnh không? Dạ chắc cũng có. Trời ơi chắc cũng có. Dạ chắc cũng có. Trời ơi chắc cũng có. Phụ nữ ăn hiếp đàn ông là chuyện bình thường. Tình trường mình sao em? Em có trải qua hai mối tình. Mối tình gần đây nhất thì em đã kết thúc cũng được gần một năm rồi. À. Em quen cũng được 2 năm. Do vấn đề tôn giáo, gia đình anh ấy không có chấp nhận theo đạo. Ủa em là em có đạo hay em gái? Em hỏi ảnh đi coi. Dạ, sao. Em có đạo anh. Em trai có đạo không? Em có đạo. Quá. Em yên tâm rồi ha. Yeah. Mấy cái vụ này trục trặc hoài luôn á. Rồi tình trường mình sao em trai? Em cũng quen cũng nhiều người, nhưng mà trước năm 30 thì em không nghĩ tới chuyện lập gia đình. Nhưng mà sau 30 thì em thực sự em chỉ tìm hiểu là hai người, hai bạn. Bạn thì lại là nhà là quy y, gia đình ở đó không chấp nhận. Với lại một bạn nữa là sống nghiêm khắc quá, nghiêm khắc trong khuôn khổ á. Ví dụ đơn giản là Tết đi, chơi trong nhà mình cũng đánh bài hên xui, mình Tết nhau vui, thì bạn đó lại nó nghĩ lại là chơi một xíu sẽ chơi nhiều thì kia, nên những cái đó bạn cũng không chấp nhận, rồi lại gây gắt rồi cãi nhau nữa. Nhưng bạn cũng nghĩ cũng đúng đó, tính ra là nếu mình đánh riết rồi nhỏ nhỏ thì ra đôi khi mình ghiền đánh lớn thì sao? Chỉ là như em chơi trong nhà em thôi, người trong gia đình như bà con thôi, ăn mặc cách nói chuyện hay là ăn uống hay là đi chơi bên ngoài hay nhiều thứ lắm. Bắt theo phải theo ý của mình đó đúng không? Dạ đúng. Vấn đề chỗ là em qua 30 rồi. Dạ. Em có muốn thật sự là muốn lập gia đình chưa? Sau 30 là em đã nghiêm túc. Em nghiêm túc lập gia đình. Dạ. Hoàng muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em không có quan trọng về ngoại hình của bạn trai, nhưng mà em mong bạn trai của em là người chín chắn, biết lo, biết nghĩ cho gia đình, không có gia trưởng. Hoạt bát cũng được, còn không thì em cũng có thể là nói chuyện, bắt chuyện trước với bạn trai cũng được, cũng không vấn đề. Mình làm dâu được không em? Được chị. Được ha. Em thì thích con trai ớt hơn em, cao hơn em, nhưng mà trước giờ em từng quen toàn những người tròn người với lại cũng thấp thấp. Mong muốn thì như vậy, còn không được thì cũng không sao ha. Yeah. Miễn tốt với mình, yêu thương mình là được rồi đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Rồi còn bạn trai, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Em thì em thích một người cũng vừa vừa, người khoảng chừng 1m55 tới 1m6, không ốm quá, người có da có thịt tròn tròn múp múp mếp mếp chung ha. Phụ nữ với có da có thịt nhờ, dễ thương ha. Dạ nhìn dễ rồi. Thương biết hiểu chuyện, điều như là thông cảm, gặp nhiều người lớn thì biết điều xíu là được rồi. Rồi phụ nữ dễ thương lắm sao đâu. Dạ. Để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Hi. Trời ơi có da có thịt lắm luôn á. Đúng như ý em nói luôn. Đàn gái dễ thương, nụ cười rất là có duyên ha. Nãy giờ em nghe chàng trai bên đây nói chuyện thì em thấy có một chút gì đó nó tâm đầu ý hợp không? Cũng có anh. Trời giọng dễ thương lắm á. Nếu gì vậy làm dâu, em làm dâu được không? Em làm dâu thì được, nhưng mà em không biết là ba mẹ anh có chịu nổi em không thôi. Tại vì em cũng dữ lắm. Em dữ dữ chồng chứ, dám dữ với bà già chồng hả? Trời đất ơi, nấu nướng gì được không?
Có, em thích nấu ăn. Nhưng hình như người ta ít ăn hơn em. Dạ, cái này em đã giảm cân rồi đó anh. Giảm rồi đó hả? Dạ. Cái này là múc múc thôi, không có mập. Nhưng mà em gái em không thích cái gì, tật xấu gì của người đàn ông? Em chỉ không thích người đàn ông là lúc nào cũng càm ràm với lại la mắng. Quan trọng là lúc mà khi người ta nóng giận lên á thì người ta mới bộc lộ ra cảm xúc thật. Nóng giận bộc lộ chỉ có em bộc lộ thôi. Nãy em nói đúng không? Dạ. Yeah. À, giống tính tôi á, nóng là cái bộc lộ thể hiện luôn rồi, xong cái hết liền. Sao anh này hiền lắm, anh thấy được á. Nay là giảm cân rồi hả cưng? Cười rất là tươi ha. Nhịn ăn hay là tập thể dục hay là như thế nào? Cái này em ăn kiêng với lại em tập gym, cũng bắt đầu giảm cân là 7 tháng nay rồi. Cố gắng thêm xíu nữa. Không phải giảm thêm 5kg nữa em. 5kg nữa là được. Chào em. Dạ, thưa chị. Thích người múp míp ha? Dạ. Thích của nào trời trao của nấy ha? Dạ, hy vọng vậy. Hy vọng vậy ha. Rồi, bây giờ thiếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ cỡ 1 năm. Vợ nhỏ tuổi hơn mình nhiều nhiều á, em có ngại gì không? Em không thấy không có vấn đề diện trọng là hiểu nhau thôi. Hồi xưa em chưa muốn lấy vợ cho nên là em chưa có quyết liệt. Lần này là phải quyết liệt nha. Dạ. Chứ đừng làm mất duyên con gái người ta ha. Dạ. Em trai đi với ai vậy? Em đi với má với lại thím với dì. Chào cô. Chào MC Quyền Linh, chào diễn viên Cát Tường, dạ. MC Cát Tường. Em là dì của Đăng Khoa. À. Đây là mẹ, mà mẹ run quá không nói được. Thấy cô bé này cũng nói chuyện có duyên. Khuôn mặt cũng dễ thương nhưng mà có là hơi mỉm mỉm. Không sao, em nó tập gym này được. Mẹ là thấy đồng ý, hai gia đình có đạo là mẹ cũng mừng lắm rồi. Dạ, dạ con dạ. Cảm ơn. À, cảm ơn cô. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bố mẹ, với cô, với lại chị. À, chào, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Thì đây là cha, và kế bên tôi là mẹ của cháu Phượng Hoàng. Thì cũng nói thêm là cái cháu của Phượng Hoàng này đó thì đúng là tính nóng, cũng giống mẹ. Nhưng mà cái được cái là cháu có bản lĩnh, tôi phải công nhận. Chẳng hạn như cháu mũm mĩm nhưng mà cháu giảm cân thì dứt khoát là giảm cân. 7 tháng nay cháu giảm được 20 mấy ký à. Còn về công việc làm á, thì nói chung là cháu trải nghiệm rất là nhiều công việc. Thấy được chỗ đó thì thấy rất là bản lĩnh. Cháu cũng có cái khuyết điểm là nấu ăn thì cũng không được nhiều bằng anh Quyền Linh đâu. Còn những tính cách về nữ thì để nhường cho mẹ cháu nói hay. Xin nói thêm, gia đình cũng tự hào vì cháu, hồi trước cháu mập lắm. Giống như cháu cương quyết làm gì thì cháu làm được. Không có tự tin, mặc cảm. Nên gia đình rất là mừng. Sẵn như đây gặp hai gia đình thì anh bên đây cũng dễ thương. Xin hết. Cảm ơn cô chú. Qua cách nói chuyện của mẹ thì biết rằng cô gái bên kia rất là bản lĩnh. Giảm 20 mấy ký là bản lĩnh lắm đó. Anh mà giảm có 5-6 ký mà anh coi như anh cả năm nay anh bị stress luôn đó. Chứ không phải giỡn đâu nha. Ngày xưa em 105 lận. Bắt đầu em giảm cân là từ tháng 3, cuối tháng 3 đến bây giờ. Là em giảm bây giờ em còn lại là 76 ký. Rồi, chúc em cho anh gặp riêng chút xíu để em cho anh bí quyết giảm 20 mấy ký nha. Yeah. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Đó. Em chào anh. Dạ, khi em gửi tặng anh. Dạ, rồi em cảm ơn. Cái này là cỏ may mắn. Em cũng chúc anh luôn may mắn trong cuộc sống cái này. Hy vọng là em thích quà của anh. Dạ, rồi em cảm ơn anh nha. Em thì giờ là em ở quận mấy? Dạ, em ở quận Bình Thạnh. Nhà em là đạo là hai bên nội ngoại đều có đạo hết luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh thì thực sự nói là anh chỉ có theo đạo bên ngoại, bên nội anh thì không có đạo. À, em anh thấy em như thế nào anh? Em dễ thương, em cười tươi. Em cảm ơn. Giọng em hiền, nghe hiền. Nếu mà ví dụ em với anh mà có hẹn hò thì em nên giảm cỡ khoảng bao nhiêu ký nữa thì sẽ được anh ha? Nói thiệt là anh cũng như em cỡ vậy cũng là vừa. Nếu có thể được thì một xí thôi, cũng không cần phải nhiều quá. Như là anh giúp là không phải là ép. Em cứ tập rồi ăn uống bình thường là sao? Dạ, sao? Mục tiêu của em bây giờ là em còn phải giảm thêm 20 ký nữa. Nên... Như 7 tháng nữa hả? Không. Nhiều lắm em ơi, 10 ký nữa là được rồi. Là nói chuyện tình yêu đi, cứ nói giảm ký hoài. Như nãy em chia sẻ, anh có chấp nhận được cái tính nóng tính của em không anh hả? Quan trọng là ta nóng mà ta ghim luôn thì hơi khó. Nhưng mà nóng mà ngay lúc đó rồi quên thì cũng lắm anh ngồi anh nghe em nói thôi sao đâu. Khi nào mà em nguôi rồi đó mình nói chia sẻ lại sao. Không, em tính thì em nóng thì em cũng dễ lắm. Em nóng rồi im một hồi nhưng mà phải nói chuyện lại với em chứ không là... Không cho im. Phải nói chuyện lại giống như là
mình bắt một cái câu chuyện khác là em sẽ tự động lại quên à. Tính em cũng mau quên nữa. Vậy thì yên tâm, anh lái qua chuyện khác thôi, là coi như hết giận, hết nóng thôi. Dạ. Hình dung cô gái này mà em tưởng tượng mà ốm xuống 10kg nữa là chuẩn luôn nha, mặt rất đẹp luôn á. Thường thì anh rảnh được 2-6 từ thứ ba thứ năm là đánh cầu lông. Anh thích đánh cầu lông. Buổi sáng thứ ba thứ năm là cũng có đi tập gym một xíu. Ta hẹn tập gym chung đi. Tập chung. Mua một bộ cầu lông, hai đứa đánh chung đi. Đánh cầu lông cũng ốm đó em. Dạ, em thì chưa biết đánh. Nếu được thì anh có thể chỉ em cách đánh cầu lông cũng được. Xem phim á, em thích xem phim thể loại. Dạ, em thì cũng thích coi phim rạp lắm. Thấy phim nào hay là em coi. Ngày xưa là em cứ túc trực trong rạp phim. Bây giờ em đi làm rồi thì thi thoảng mới đi coi phim thôi. Một tuần cũng coi phim một lần. Nếu mà có người đi chung thì em mới đi chung. Hy vọng là anh hẹn em đi coi chung nha. Dạ. Quan điểm thế nào về sinh con trai con gái? Mấy đứa con là đủ? Theo ý em là... Dạ, em thì không quan trọng vấn đề đó. Em trai gái đều được hết. Nếu có đông thì càng vui, mà bây giờ nuôi nổi không thôi. Chở hai đứa ba đứa là vui được rồi. Chở hai đứa ba đứa còn mày mất chết. Từ ngoại hình của em thì em cứ thoải mái. Em thích tập thì em tập, nhưng mà giảm được thì tốt, không giảm được anh nghĩ cũng không vấn đề quan trọng lắm. Dạ. Cùng lắm dù anh ráng anh ăn lên chứ lên ký xíu để liên hợp với em nhiều hơn thì được hơn. Dạ. Giảm hết thời gian. Dạ. Dễ thương quá. Mình cảm nhận đối phương có phải là một nửa của mình hay không? Mình bấm nút đây là bấm nút để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Có gia đình hai bên đang chứng kiến nha. Bấm hay không là quyền của các bạn nha. Chuẩn bị. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Các bạn làm tôi hồi hộp quá. Nhìn hai đứa duyên lắm á, nắm tay chặt thế nào. Nè, bắt đầu từ giây phút này, bắt đầu từ ngày hôm nay, có mặt hai bên gia đình ba mẹ và hàng triệu khán giả làm chứng. Rồi xin phép bác làm nhiệm vụ đi. Vậy gia đình cho con phép hung bán với mạng. Cái nụ hôn đó để minh chứng rằng các bạn bấm nút bằng cả trái tim của mình. Và bạn Nam. Rồi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi. Chào tất cả quý vị trong trường quay. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Em tên là Hoa Trường Nhân. Năm nay em 27 tuổi, quê ở An Giang. Và hiện tại là nhân viên cơ khí, làm và sống ở trên khu công nghiệp Nam Tân Nguyên ở trên Bình Dương. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và toàn thể quý vị khán giả. Chào em. Em tên là Võ Thị Hồng Gấm, năm nay em 23 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Ở đâu em? Em ở Bắc Tân Nguyên anh. Bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình cho. Điểm mạnh của em đó là em rất là gọn gàng, sạch sẽ, rất là kỹ tính. Em luôn đúng giờ. Em biết nấu ăn và những việc vặt trong gia đình thì em có thể tự làm được. Tốt. Và nhược điểm của em thì em là một người rất là nóng tính, khó chịu với mọi người khi mà xảy ra xung đột. Em hơi run trước đám đông. Hay khó chịu với mọi người là tất cả mọi người luôn. Dạ không, khi nào mà xảy ra xung đột em rất là nóng tính, xử lý tình huống theo cái cảm tính của mình. Thôi cái đó không sao, mình từ từ mình sẽ tiết chế lại được ha. Dạ. Rồi bài bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì rất là đam mê ca hát, thích đi câu cá, chăm chỉ trong công việc, có thể nấu ăn được. Và... ở Nam Tân Nguyên thì mình câu cá ở đâu anh? Thường thường anh đi qua Đồng Nai cho anh đi câu ở sông Đồng Nai em. Dạ. Anh cao 1m bao nhiêu anh? Cao 1m77. Được không em? Đủ chuẩn không? Dạ được chị. Anh có thích một người con gái có chân ngắn không anh? Dễ thương chứ không có gì đâu. Anh không hỏi em cao mét bao nhiêu hả? Chắc cũng khoảng 1m6 á. Em chỉ 1m52 nhưng anh đáng yêu dịu dàng. Ừ,
Không sao cả, chiều cao không quan trọng, quan trọng là tính cách con người. Anh ơi, anh lên đây lâu, đi làm lâu chưa anh? Khoảng được 3 năm mấy em. Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Khi xưa còn đi học là anh cũng trải qua 3 mối tình. Nhưng hiện nay thì lâu quá anh cũng chưa có định quen ai. Hôm nay lên đây cũng có thể là cái duyên để anh gặp em đấy. Anh có muốn làm rể ở Bình Dương luôn không anh? Cũng có thể, nhưng mà cái này thì để xem xét lại. Dạ, tại tính chất công việc của em á thì em khó có thể thay đổi lắm. Vấn đề này thì ăn thua anh với em, sau này bàn tính lại thôi em. Nếu mà ở đâu rồi có công việc ổn định và chăm sóc đủ cho con cái thì anh cũng có thể anh ở đến em. Còn em gái, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chỉ có mối tình học sinh với lại sinh viên thôi anh. Từ lúc ra trường tới giờ thì chưa có quen ai. Mình mà mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai của em là phải cao 1m65 trở lên, không hói. Còn gì nữa không? Em lướt qua cái đó đi em. Dạ, có nước da ngâm, em không thích đẹp trai lắm. Em chỉ cặn người đó biết lễ phép, biết yêu thương mình và biết chăm sóc cho mình được rồi. Em ghét điều gì ở người bạn trai? Em ghét những người mà bao hoa có cái gì cũng khoe khoang ra hết. Cái mẫu hình lý tưởng cụ thể của em là gì? Có thể giống ai không? Dạ em thích Trung Vệ, Bùi Tiến Dũng. Anh có thích chơi thể thao không anh? Thích chơi đá banh không? Có nhưng mà không có hay. Công ty anh thường cuối tuần là đi ra sau công ty đá. Em cũng thích đi theo cổ vũ cho người yêu mình đá banh lắm. Mình đây là phong độ của em. Chờ dẫn em theo với nha. Ok, nếu em có thể. Em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Chào chị. Dạ, em thích thì cao, thon, dễ nhìn, biết lễ phép với ông bà cha mẹ. Em nói thế này giống như tới nhị tí xíu thôi nghe chị. Thì đừng có hói với đừng có hô được rồi. Còn mấy tiêu chuẩn khác thì em không cần quan tâm. Gì nữa, gái nào mà hói hô? Cũng có thể là tráng dồ nữa chị. Tráng dồ thì thông minh chứ. Lần đầu tiên tôi nghe đàn ông mà lên kêu gái đừng có hói với hô rồi đó. Giờ tôi nghe toàn con gái yêu cầu con trai không hói với hô mà mặt anh Linh anh đã nhăn rồi kìa. Còn cái gì nữa không? Không chị, chỉ nhiều thôi. Khi nào tiến tới hôn nhân được? Khoảng tháng 8, tháng 9 năm sau, hoặc là nếu mà không thể thì 2020. Ủa có coi ngày hay sao mà chọn tháng 8, tháng 9 năm sau? Tại vì em năm nay 28 thì một là 29 hoặc là 30 thì nó chuẩn hơn tí. Hai bạn hình dung nhau qua rèm đi. Em hình dung ảnh là người như thế nào? Em nghĩ anh bên kia chắc là rất là cao, to con, tóc tai chứ ăn mặc gọn gàng. Còn bạn trai hình dung em gái như thế nào? Chắc cũng khoảng 1m55 đảo lên. Có ngoại hình thon và cao, nói chuyện chắc dịu dàng. Anh thích con gái tóc dài hay tóc ngắn anh? Tóc xõa ngang vai hoặc là dắt ngoài sau gì cũng được. Đừng có giống mà nam bực nữ. Đừng tính để tomboy ha. Dạ đúng rồi đấy. Thôi để anh kiểm tra bên đàn gái thế nào nha. Dạ chào anh. Ồ, chào cô gái dễ thương. Dạ. Giọng cao vút luôn ha. Dạ. Anh bên đây là đẹp trai phong độ hơn là Trung Vệ, Bùi Tiến Dũng. Trung Vệ, Bùi Tiến Dũng. Dạ. Không? Người miền Tây thật thà chất phác nữa. Dạ, mũi cao không anh? Mũi cao. Dạ, em tại thích những người mũi cao? Cao. Tại mũi em mũi tẹt, em không thích mũi. Bây giờ á là nếu như anh không chịu ở rể Bình Dương thì sao? Dạ, cái đó chắc em phải xem lại chứ, tại việc làm của em á cũng khó thay đổi lắm. Sao em làm gì mà khó thay đổi? Dạ, em đang công tác tại phòng nội vụ thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đâu có sao đâu. Dạ, với lại nhà em ba mẹ là có 4 đứa con gái thôi nên em cũng muốn lấy chồng gần. À, cái này là quan trọng lắm đó nha. Dạ. Bởi vì em dứt khoát là em không thể đi được đúng không? Dạ đúng rồi anh. Quan điểm như vậy đó em suy nghĩ nha. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi ha, rồi một chút mình sẽ trò chuyện với nhau. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị họ của em. Em chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở trong trường quay ạ. Nãy giờ có ngồi xem và quan sát thì bên nhà trai bên này cao ráo phong độ, đặc biệt là tính tình thấy cũng điềm đạm, nhìn có vẻ trưởng thành đàn ông. Bên gắm chỗ nhà em thì mọi chuyện trong nhà cũng đảm đang lắm, gọn gàng. Ví dụ như hai bên thì có những điểm nhỏ gì chưa hài lòng về nhau á thì mình cũng du di mình bỏ qua cho nhau cơ hội tìm hiểu sau này biết thế nào thì có thể mình thành đôi thì sao. Rồi, cảm ơn chị. Em đi với ai? Dạ em đi với hai ship và hai đồng nghiệp của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, toàn thể quý khán giả trong trường quay. Theo em á thì bạn Nhân thì công việc rất nhiệt tình, tiếp xúc lần đầu thì có thể là nhìn thấy bạn ấy có thể là lạnh lùng một xíu, một vài lần thì bạn ấy rất là nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Bạn gái bên này thì mình thấy là lanh lẹ nhưng mà cũng rất là lý tính và nụ cười rất là tỏa nắng. Nam Tân Uyên và Bắc Tân Uyên là rất là gần nên là cũng rất dễ để cho em tìm hiểu để sau này trao nhau cái cơ hội để mình tới những con đường nó tươi sáng hơn. Rồi, cảm ơn em nhiều.
Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. À, hôm nay anh có món quà nhỏ nhỏ tặng em. Chúc em xinh đẹp. Dạ, giống em như hoa nè. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Đây là cuốn sách em rất là tâm đắc, nên em tặng anh nhớ là đọc với lại giữ kỹ nữa giùm em nha. Dạ, em cảm ơn anh sẽ trân trọng nó. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh đúng là cao, to con thiệt. Chắc anh rất là hiền đúng không? Anh biết hát không? Biết em. Vậy anh hát tặng em một bài được không? Xin gửi đến quý vị khán giả và anh chị với anh em trong trường quay trong đây. Vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đông đầy trong lòng anh. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em hiếm như chiếm ngự hồn anh. Đó, hỏi em gái cảm nhận thế nào? Em cảm nhận anh ca như thế nào? Anh hát rất là hay ạ. Mình bù trừ với nhau, em hát không được hay cho lắm. Hát hay không bằng hay hát đâu. Dạ đúng rồi, em cũng hát thôi nhưng mà em hát cũng không hay lắm. Mình hẹn hò hay một tuần á, em với anh có thể gặp nhau mấy lần được không em? Có thể là cuối tuần thứ bảy chủ nhật, cũng có thể là nhường vào những ngày thường đó em. Anh có gì hỏi em không? Thì anh thấy em cũng xinh đẹp như gì thì cũng đạt cái tiêu chuẩn của anh. Dạ. Anh thì muốn sống ở gần quê của anh. Nếu ở đây Bình Dương với ở đây thì nó không có xa. Nhưng sau này thương nhau thì chắc tới đâu nó cũng sẽ đến được. Quan điểm của mình về tình yêu, về hôn nhân như thế nào? Mình chia sẻ với nhau một chút xíu. Theo em á, thì lúc mà trong tình yêu á, mình cần phải chung thủy, tin tưởng lẫn nhau. Chứ đừng có mà đi đâu, em đi với ai. Sau này em, cho dù em có đi qua đêm hay đi chăng nữa thì em cũng đừng có nhậu nhẹt, bê tha là được rồi. Đi qua đêm đi đâu? Nhiều khi đi du lịch đó chị. Anh có thích đi du lịch không? Có, anh cũng muốn đi du lịch đây đó lắm mà. Tại vì hiện tại thì công ty thì làm thì mỗi năm cho đi một lần. Dạ. Nó hơi khó chứ không phải. Anh có đi Sapa chưa? Chưa em. Dạ, em cũng mong là có một ngày nào đó thì em cũng được đi Sapa. Anh sẽ tạo điều kiện cho em đi. Dạ. Hai bạn nhìn nhau đi, rồi mình nói cái cảm nhận ngày hôm nay. Mình ngồi ở đây mình cảm nhận như thế nào, rồi chúng ta quyết định. Mong em thì cố gắng mà làm việc, anh cũng sẽ cố gắng làm việc ở đây để chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Thì anh cũng muốn là sau này cũng lanh lẹ như vậy. Dạ. Và mãi xinh đẹp nha em. Em cảm ơn anh. Rồi, hết thời gian. Chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau thời gian khá dài ha. Bây giờ động lại trong gì, trong mình một cái gì, chúng ta hãy nhắm mắt lại kiểm tra xem con tim mình có rung động chưa. Đây có phải là người mà mình chọn để đi với mình suốt cả cuộc đời hay không? Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Hãy quyết định và chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Hai bạn thì cũng trưởng thành rồi, cũng am hiểu rất là nhiều ha, cũng đã có trải nghiệm trong cuộc sống rồi. Vấn đề quan trọng vẫn còn một chỗ là chúng ta phải tìm được tiếng nói chung. Dạ. Đó là ở Bình Dương hay về An Giang. Dạ. Nhưng mà mong rằng tình yêu nó sẽ đủ lớn để chúng ta có thể quyết định được điều đó.